Ở lượt trận cuối cùng vòng loại Euro 2024 giữa tuyển Bỉ với Azerbaijan, Romelu Lukaku đã lập cú hat-trick chỉ sau nửa giờ bóng lăn, với các bàn thắng được ghi ở phút 17, 26 và 30. Chân sút 30 tuổi giúp tuyển Bỉ kết thúc hiệp 1 với tỷ số 4, không bằng cú dứt điểm cực nhanh ở phút 37 của trận đấu. Ở hiệp 2, tiền vệ Leandro Trossard của Arsenal ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho tuyển Bỉ, qua đó giúp đội nhà kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng F, hơn đội tuyển Áo ở vị trí nhì bảng đúng một điểm. Đội tuyển Bỉ và Áo là hai đội sớm giành vé dự Euro 2024 trước lượt trận tháng 11. 4 bàn thắng trong trận đấu với Azerbaijan giúp tiền đạo Romelu Lukaku vươn lên vị trí thứ 7 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia. Lukaku hiện cùng có 83 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia như huyền thoại của đội tuyển UAE là Ali Marcão, và anh cũng đã vượt qua Robert Lewandowski của Ba Lan. Cầu thủ đang được Chelsea cho mượn tại Roma hiện chỉ kém Ferenc Puskás của Hungary 1 bàn và kém Mokhtar Dahari của Malaysia 6 bàn. Nhưng top 4 sẽ còn phải mất một thời gian rất dài để Lukaku có thể vượt qua. Sanin Chichai của Ấn Độ xếp thứ 4 với 93 bàn, trong khi Lionel Messi xếp thứ 3 với 106 bàn cho Argentina. Biểu tượng của Iran, Ali Daei vẫn đứng thứ 2 với 109 bàn, trong khi Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi bàn cho Bồ Đào Nha và đạt con số đáng kinh ngạc là 128 bàn thắng. Tại vòng loại World Cup 2026, Mohamed Salah góp công lớn trong cả hai chiến thắng của đội Ai Cập, gồm ghi 4 bàn trong trận thắng đội tuyển Djibouti với tỷ số 6-0 ngày 17 tháng 11 và một kiến tạo cho Trezeguet ghi cả 2 bàn trong trận thắng Sierra Leone 2-0 ngày 20 tháng 11. Ở trận thắng của đội tuyển Ai Cập trước Sierra Leone, phút 89 đã xảy ra sự cố khi có rất đông cổ động viên quá khích tràn xuống sân và tìm cách tấn công tiền đạo Mohamed Salah. Đồng đội của ngôi sao câu lạc bộ Liverpool là Mohamed Abdelmonem đang thi đấu cho câu lạc bộ Al Ahly nhanh trí bảo vệ Salah trước những kẻ quá khích trong lúc chờ các nhân viên an ninh chạy vào sân để can thiệp. Theo tờ Mail Online, Anh có lẽ thất vọng vì đội nhà thua trận và thi đấu với 9 người do hai cầu thủ Abdul Jazu Kabir và Tyler Forner bị thẻ đỏ, nên các cổ động viên Sierra Leone đã tràn xuống sân tìm cách tấn công Salah. Một số đoạn clip trên mạng xã hội X Twitter cũ cho thấy các cổ động viên nhắm vào Salah. May mắn, các đồng đội của Salah kịp bảo vệ anh trước khi an ninh vào sân. Trận đấu sau đó kết thúc trong sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Salah được một hàng rào nhân viên an ninh hộ tống rời sân. Một số cổ động viên Sierra Leone khác cố gắng tiếp cận để xin chụp ảnh với tiền đạo câu lạc bộ Liverpool nhưng đều bị yêu cầu cách xa. Tại châu Phi, Salah rất được hâm mộ, anh được xem là Messi của bóng đá châu Phi. Tuy nhiên, đây là lần thứ hai ngôi sao người Ai Cập bị cổ động viên đối phương tấn công sau sự cố trong trận gặp đội tuyển Angola năm 2021. Sau trận Ai Cập thắng Sierra Leone, Salah nhanh chóng quay lại Liverpool chuẩn bị cho trận đại chiến gặp Manchester City ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này lúc 19:30 ngày 25 tháng 11.